Ngọc Thơ, Thời báo.d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ ông Nguyễn Phúc Hải và năng lực bảo đảm an ninh hàng không của Việt Nam. Đêm 28 rạng sáng ngày 29 tháng 1, nghĩa là cách nay nửa tháng, gia đình chị Thúy Nguyễn làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội để đến Narita, Nhật Bản. Trong khi chờ làm thủ tục hải quan thì các con của chị cần dùng nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, hai đứa trẻ 5 tuổi và 6 tuổi chạy đến chỗ ông bà của chúng đang làm thủ tục. Ngay lúc đó, một cán bộ hải quan tên Nguyễn Phúc Hải đưa người nhà vào làm thủ tục trực tiếp chứ không xếp hàng như mọi người. Người này quát, đuổi bà của hai đứa trẻ ra khỏi hàng. Chị Thúy đã góp ý với cán bộ hải quan này cả về thái độ lẫn lối ăn nói. Nhưng anh này mắng lại chị rằng chị thuộc loại mà anh ta không cần phải lịch sự. Hình ảnh cán bộ hải quan gây áp lực yêu cầu khách xuống máy bay, xóa bài Facebook. Ngay trong đêm, chị Thúy Nguyễn đưa cả ảnh của ông Hải và câu chuyện vừa xảy ra lên group Facebook OFFB, còn có tên khác là Hóng Biến Hà Nội. Nhóm này có tới 1,1 triệu thành viên. Nhưng ông Hải đã sai một nhân viên của cảng hàng không Nội Bài lên máy bay, yêu cầu chị Thúy Nguyễn và hai đứa trẻ mang hành lý rời khỏi máy bay để kiểm tra lại hành lý. Tuy nhiên, vì máy bay sắp cất cánh và nếu xuống thì sẽ khiến cho cả chuyến bay bị trễ, nên tiếp viên hàng không đã không cho nhân viên này đưa ba mẹ con của chị Thúy xuống. Sau đó, đích thân ông Hải từ bên ngoài bước lên vào máy bay, lấy giấy bút yêu cầu chị viết cam kết xóa bài đăng và không được sử dụng hình ảnh. Vụ việc ngay lập tức ồn ào trên truyền thông, nhưng lãnh đạo Chi cục Hải quan Phi trường Nội Bài khẳng định đó là việc của hai cá nhân, không liên quan đến quy trình thực hiện thủ tục hải quan của Chi cục đối với hành khách xuất cảnh. Vì vậy, họ chỉ nhắc nhở ông Hải mà thôi. Chỉ đến khi công chúng và báo chí phẫn nộ 3 ngày sau, ngày 2 tháng 2, Tổng cục Hải quan mới phản hồi. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ảnh, với tinh thần không bao che và xử lý nghiêm vi phạm nếu có, Tổng cục Hải quan đã chủ động khẩn trương giao vụ thanh tra kiểm tra chủ trì. Vụ tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra kiểm tra, xác minh và làm rõ vụ việc nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định, đảm bảo giữ vững kỷ cương, kỷ luật của cán bộ công chức ngành hải quan. Báo Người Lao Động dẫn lời đại diện của Tổng cục Hải quan khẳng định, hình ảnh Tổng cục Hải quan lên tiếng. Tổng cục Hải quan cũng khẳng định sẽ thông tin đến các báo đài ngay khi có kết quả kiểm tra xác minh vụ việc. Tuy nhiên, đã nửa tháng trôi qua tính từ ngày xảy ra vụ việc, nhưng vẫn hoàn toàn không có thông tin gì mới, thậm chí đoàn thanh tra có được lập ra hay không cũng không ai biết. Ai cũng biết, ngành hàng không là một lĩnh vực yêu cầu sự tuân thủ nghiêm ngặt cả về thủ tục lẫn quy trình kiểm tra, giám sát, để bảo đảm an ninh cho cả hành khách lẫn các sân bay, nơi máy bay đi và đến. Tại sao một nhân viên hải quan có thể tùy tiện ra lệnh cho một nhân viên của sân bay yêu cầu hành khách đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và đã an vị trên máy bay phải rời khỏi khi máy bay chuẩn bị khởi hành? Một chuyến bay bị trễ không chỉ ảnh hưởng đến hành khách của chuyến bay đó mà còn ảnh hưởng đến những chuyến bay khác, những hãng hàng không khác và những sân bay khác. Hình ảnh bài bình luận trên VOA về vụ việc này. Bình luận về vụ việc này, nhà báo Trần Văn đã có một bài viết đăng trên blog VOA nhận xét rằng scandal mà ông Nguyễn Phúc Hải tạo ra không chỉ liên quan đến Chi cục Hải quan Nội Bài hay Tổng cục Hải quan Việt Nam, và chắc chắn không phải chỉ là vụ việc mang tính chất cá nhân trong giao tiếp xảy ra ngoài khu vực làm nhiệm vụ. Đó là câu chuyện liên quan đến ý thức, năng lực bảo đảm an ninh hàng không của bộ phận quản lý, điều hành Phi trường Nội Bài và Cục Hàng không Việt Nam. Nhưng không hiểu vì sao cả hai nơi này im lặng, xem như không phải là chuyện của họ. ICAO hay những cơ quan kiểu như TSA, Cục An ninh Vận chuyển của Mỹ sẽ không xem đó như là sơ suất trong giao tiếp khi thẩm định theo định kỳ. Lúc đó thân thế của ông Hải cỡ nào không biết, có đỡ được không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin vụ ông Nguyễn Phúc Hải và năng lực bảo đảm an ninh hàng không của Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam bị khinh khí cầu Trung Quốc dò thám nhưng chưa phát hiện khinh khí cầu lạ. Ngày 10 tháng 2, BBC tiếng Việt loan tin một tờ báo Mỹ nêu tên các nước bị Trung Quốc dò thám bằng khinh khí cầu gồm Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines và đảo Đài Loan. Đó là mới tính riêng ở châu Á. Hình ảnh bài báo trên trang BBC tiếng Việt. Theo bài báo, trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 2, quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói họ tin rằng các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc thả từ đảo Hải Nam đã hoạt động ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Đông Nam Á, Đông Á và châu Âu. Chuẩn tướng General Pat Ryder, người phát ngôn của Ngũ Giác Đài cho biết Hoa Kỳ đã học được rất nhiều về các khinh khí cầu này cũng như cách truy tìm chúng. Hải quân Mỹ đã tháo gỡ các bộ phận điện tử ở chiếc khinh khí cầu bị bắn hạ ngoài khơi Nam Carolina hôm 4 tháng 2, BBC cho hay. Trước đó, tờ Washington Post được các quan chức ẩn danh của Hoa Kỳ chia sẻ tin tức mà họ cho là về hoạt động của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, PLA, dùng khinh khí cầu để thu thập thông tin tình báo từ trên không cho mục tiêu quân sự. Theo BBC, kết quả sơ bộ của việc điều tra những mảnh vỡ tại một phòng thí nghiệm ở Virginia cho thấy khinh khí cầu có thể chụp hình với độ phân giải cao cho mục tiêu do thám. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nói nước Mỹ không phải là mục tiêu duy nhất của các khinh khí cầu Trung Quốc. Tuy Việt Nam nằm trong số những nước bị do thám, nhưng Việt Nam lại tuyên bố chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận. Hình ảnh ngày 9 tháng 2 báo Lao động cho biết Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận. Việt Nam chưa phát hiện khinh khí cầu lạ trên không phận. Các lực lượng chức năng của Việt Nam có đầy đủ khả năng để đảm bảo an toàn cho vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ của Việt Nam. Theo đó, tờ báo này dẫn lời ông Đoàn Khắc Việt, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, cho đến nay, ông chưa nhận được bất cứ thông tin nào của các cơ quan liên quan, cũng như của báo chí và người dân phản ánh về việc có khinh khí cầu lạ trên không phận của Việt Nam. Tôi tin chắc rằng các lực lượng chức năng của Việt Nam có đầy đủ khả năng để đảm bảo an toàn cho vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt khẳng định. Ngày 6 tháng 2, báo Lao động đặt câu hỏi vì sao phải do thám bằng khinh khí cầu trong khi có vệ tinh và UAV. Tờ báo này dẫn lời ông Michael Clark, giáo sư thỉnh giảng tại khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College London, cho hay chỉ trong khoảng 10 năm trở lại đây, quân đội mới chú ý trở lại với khinh khí cầu. Bởi vì khinh khí cầu có thể bay cao hơn tầm hoạt động của hầu hết các máy bay và tốc độ chậm của khinh khí cầu đồng nghĩa với việc không phải lúc nào radar cũng phát hiện ra khinh khí cầu. Hình ảnh vì sao phải do thám bằng khinh khí cầu trong khi có vệ tinh và UAV. Tờ Lao động cũng dẫn lời ông James Rogers, học giả tại Đại học Nam Đan Mạch và Đại học Cornell, người hiện tư vấn cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về mối đe dọa xuyên quốc gia của máy bay không người lái cho biết khinh khí cầu mang lại một số lợi thế so với việc sử dụng vệ tinh hoặc máy bay không người lái. Chúng không chỉ rẻ hơn so với phóng vệ tinh mà còn thông qua hoạt động trong giới hạn bầu khí quyển của trái đất gần bề mặt hơn. Khinh khí cầu có thể thu được hình ảnh chất lượng tốt hơn. Sự kiện khinh khí cầu Trung Quốc bắt đầu vào ngày 4 tháng 2 năm 2023 sau khi không quân Mỹ bắn tan chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc ngoài khơi trên lãnh hải của Hoa Kỳ. Giới chức Mỹ tin rằng các khinh khí cầu Trung Quốc đã bay vào hoạt động trên không phận Mỹ ít nhất 4 lần. Nhưng tướng Ryder từ chối nói về các vụ việc trước đó trong họp báo ngày 8 tháng 2. Hoa Kỳ tin là Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa hợp tác với các công ty bán dân sự để thả các khinh khí cầu ở độ cao trên cả tầng bay của phi cơ dân sự nhằm thực hiện việc do thám từ năm 2018, BBC đưa tin. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn phủ nhận các cáo buộc của Hoa Kỳ và nói hai khinh khí cầu dân sự là để thu thập thông tin thời tiết của họ. Đúng là đã bay vào Bắc và Trung Mỹ nhưng là do bị lạc hướng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Việt Nam bị khinh khí cầu Trung Quốc do thám nhưng chưa phát hiện khinh khí cầu lạ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d